Mới đây thì nhà cung cấp thuốc nhuộm và hóa chất cho ngành dệt may Hussmann Textile Effects đã đánh dấu sự có mặt của mình tại Việt Nam với công bố khánh thành mới kho ngoại quan tại khu công nghiệp Long Bình gần thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam là nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai vào thị trường Mỹ và Nhật. Ngành công nghiệp dệt may đang đóng góp 14% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, điểm yếu trong chuỗi giá trị ngành dệt may là khâu sản xuất nguyên phụ liệu. Do đó, thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp dệt may của Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông đã nhanh chóng đầu tư nhà máy sợi dệt nhuộm vào Việt Nam để đón đầu TPP. Cùng với đó, các doanh nghiệp dệt may trong nước cũng rục rịch chuyển động. Không những thế, các đơn vị cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy dệt nhuộm cũng nhanh nhạy tăng cường đầu tư tại Việt Nam. Mới đây, Hussmann Textile Effects, nhà cung cấp thuốc nhuộm và hóa chất cho ngành công nghiệp dệt may, đã công bố khánh thành kho ngoại quan mới tại bãi container đất liền ICD ở khu công nghiệp Long Bình, gần thành phố Hồ Chí Minh, với công suất ban đầu là 250.000 tấn và có thể tiếp tục mở rộng. Kho ngoại quan này sẽ hoạt động đầy đủ công suất vào tháng sau, giúp thời gian đặt hàng giao hàng được rút gọn và đáp ứng nhanh hơn đối với các đơn hàng không thường xuyên. Hiệp định TPP được ký kết sẽ mang lại cơ hội rất to lớn cho ngành dệt may Việt Nam, và tôi nghĩ chính phủ Việt Nam nên xây dựng một chiến lược thật tốt cho tầm nhìn đến năm 2020 để mang lại sự phát triển thành công cho ngành này. Riêng với Hussmann, để hỗ trợ cho sự phát triển trong tương lai, kho ngoại quan mới của chúng tôi gần thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng tôi phục vụ khách hàng của mình với tốc độ và sự linh hoạt cao hơn, giúp họ đạt được các mục tiêu kinh doanh. Một điểm khác biệt trong làn sóng đầu tư lĩnh vực dệt nhuộm tại Việt Nam hiện tại chính là công nghệ. Các nhà máy dệt nhuộm đang phải đạt được các yêu cầu khắt khe hơn về môi trường lẫn an toàn sức khỏe cho người sử dụng thành phẩm. Hussmann Textile Effects cho biết, công ty này đã phát triển một kỹ thuật nhuộm mới gọi là IVTSE cho sợi cellulose, giúp giảm thiểu tiêu thụ nước và năng lượng trong khi vẫn đáp ứng các quy định về môi trường. Ngoài ra, khi ngành công nghiệp đang dần tiến đến sự đào thải của hóa học C8, Hussmann đã cho ra mắt hợp chất polymer hydrofluorine free Phobotech giúp chống thấm và chống bám bẩn hiệu quả.